nhà quá, quen bên quá cái. Anh đi ra, anh đi ra. Rồi, vô đi con, đi vô đi. Còn là một vài điều phát biểu với các con tại bởi đảo đảo Hòn Chuối, đưa bác ra đây, tới đây gặp các con. Và các con đã cố gắng học tập, đó là sống trên đất nước Việt Nam này. Thì mặc dù các con ở biển đảo quê hương, các con cũng sau này cũng sẽ là công dân của nước Việt Nam.